Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử là chất âm của một dòng loa rất chỉ là đẳng cấp, đó là dòng loa Kakuin Vega. Dòng này có mã là AT12, được sấy 1 bát 30, một chung và một tép. Dòng này thì chất âm của nó rất chỉ là đã và phê, các bác dùng để nghe cũng rất chỉ là hay và hát thì rất chỉ là chịu nhá. Với dòng Kakuin Vega các bác cũng đã biết là nó là thương hiệu của Mỹ rồi và cũng được sản xuất tại Mỹ nhé. Dòng này chất âm nó rất phê, và giá là rơi vào hàng đẹp thì nó rơi vào khoảng 16.500.000 nhé. Sản phẩm này thì nếu mà để mà giá trị sử dụng của nó thì rất chi là lâu dài và để về độ bền rất chi là bền và tiếng của nó rất chi là hay và nó quý mãi theo thời gian. Với những sản phẩm hàng xịn ví dụ như những sản phẩm AT12 của dòng Kakuin này hay những dòng JBL MR925 này thì có giá trị nó càng quý và càng để càng lâu càng quý. Và những sản phẩm này các bác dùng để nghe nó vừa được sử dụng nghe nhé, và cái giá trị khi mình đầu tư bỏ ra thì nó vừa quý theo thời gian. Và giờ đây em sẽ test thử một cặp loa này cho một bác khách bác ở Hà Nội, bác cũng đã đặt bên em và mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của cặp loa Kakuin Vega. Kết lời hẹn ước, cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu. Sản phẩm hàng xịn ví dụ như sản phẩm Kakuin hay những cặp JBL hay bất kể những sản phẩm về bông hay BMW hay những sản phẩm của B3 thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 319. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi và cảm ơn một bác khách đã ủng hộ bên cửa hàng một cặp loa Kakuin AT12 này. Giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.